Bây giờ thăm hỏi xong rồi đi về giùm cái đi. Sẵn tiện đến giờ trưa rồi má chưa ăn cơm đúng không? Không ấy còn ở lại ăn cơm với má cho vui ha. Thôi ý, nói chuyện nãy giờ quên. Cả nhà cứ uống nước tự nhiên coi như ở nhà mình đi. Thoải mái đừng khách sáo vậy, cứ uống đi. Thôi được rồi, tôi cảm ơn. Dạ, uống nước vậy Dân. Dân, nhà này nhà tôi mà. Thì nhà của Dân cũng như là nhà của tôi thôi, thoải mái đi, trời ơi. Mà nhà của tôi cũng không có nấu dư cơm đâu. Anh đi về giùm cái đi. Nè. Dạ. Thật ra thì má con tôi cũng không chuẩn bị cái gì. Cơm nhà thì bình dân đạm bạc lắm. Mời thì ngại, ông ấy để bữa khác nha. Còn bây giờ cũng trưa lắm rồi, thôi về nghỉ nha. Đó, anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Má tôi nói như vậy á là đuổi khéo đó. Nếu như mà anh không hiểu á, đi về giùm đi. Đâu có, má đâu có đuổi đâu. Má nói nó đi về thôi mà. Hai cái là một đó má. Nhưng mà không sao, má nói cái gì con cũng thương má hết. Má cũng như là má của con vậy đó. Không ấy, vậy má nhà má nghỉ ngơi đi. Chừng nào má bệnh á, con qua thăm má tiếp. Trời, má anh về nghe Dân. Dạ. Cái ly con quên. Thôi má anh về nghe Dân. Lẹ đi. Đó, má coi đó. Má ngồi nói chuyện chút xíu má còn không chịu nổi nữa. Sao con chịu nổi? Thằng này nó tưng thiệt. Nhưng mà hình như nó thương con thiệt hay sao á. Trời, chưa gì mà má đã nói vậy rồi. Thì má thấy khách quan vậy thôi. Còn phải để thời gian coi làm sao chứ. Nói vậy thì thôi chứ ai biết sau này nó làm sao. Thôi đi, cho dù ổng có thương con thiệt á, con cũng không có thương ổng đâu. Sao con ghét nó dữ vậy? Tại con thấy ổng á giống hệt mấy cái tên mà hay nịnh bợ đóng mấy cái vai phản diện trong phim vậy đó má. Trời ơi, má thấy con lậm phim dữ lắm rồi nghe. Mà thấy nó cũng giống thiệt. Anh Thành, anh xin lỗi. Anh không biết là má anh với lại chị hai đi kiếm em. Anh không cần xin lỗi nữa. Bữa nay tôi gặp anh là muốn nói rõ mọi chuyện với anh. Anh đừng đi theo làm phiền dì ba nữa. Tôi sắp cưới anh tốt rồi. Chị hai anh cũng nói anh cũng có vợ sắp cưới. Tôi với anh từ nay coi như chưa từng quen biết. Wow, em đừng có như vậy mà. Em có yêu anh tốt đâu, sao em có thể cưới ảnh được. Còn chuyện anh có vợ sắp cưới là chị hai anh nói xạo thôi, chứ anh đâu có đồng ý cưới Bích. Hay là tụi mình cố gắng thuyết phục ba em với lại má anh nha. Anh không cần phải nói nhiều như vậy. Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Wow, anh xin em đó. Em hãy tin anh đi. Anh sẽ có cách để cho mọi người ủng hộ mối quan hệ của tụi mình. Anh buông ra. Không, anh không buông. Anh không muốn mất em. Anh không để cho em đi lấy chồng được đâu. Tôi nói anh buông ra mà. Wow. Anh buông ra. Không. Buông ra đi. Tôi nói rõ rồi mà. Tôi với anh từ nay không còn mối quan hệ gì nữa. Wow. 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 Cũng chết hả mày? Trời ơi. Nè anh kia. Anh Thành, anh có sao không? Anh Thành, anh Thành. Thành sao rồi? Dạ, bác sĩ đang cấp cứu cho ảnh. Tại sao lại ra nông nổi này hả? Tại cái con trôi sông lạc chợ đó chứ tại ai. Mày có mặt dày đứng đây nữa hả? Em, thôi bà. Buông ra coi. Anh buông ra làm cái gì vậy? Thôi đi chị. Còn cô đi khuất mắt tôi đi. Có nghe gì không? Em thôi đi chứ. Chị bình tĩnh lại đi chị. Dân hồi xử mày đó. Thôi em đi. Bình tĩnh lại đi chị. Nè, đừng có mơ mà bước chân cho nhà tao nha. Nhìn cái bản mặt là khó ưa rồi. Má coi kìa. Trời ơi em, mày sống chết không biết ra làm sao mà cứ ở đó gây gỗ hoài. Thôi mà em, đang ở trong bệnh viện người ta la bây giờ. Nhiều chuyện. Làm gì đứng đó, bước qua đây. Con cầu xin trời Phật phù hộ cho thằng Thành tai qua nạn khỏi. Nam mô. Ai cho ngồi xuống? Phật. Bác ơi, con tin là anh Thành sẽ không sao đâu bác. Nhìn gì? Người nó thì bầm dập, không biết đầu nó có bị sao không ta? Có khi nào nó tỉnh dậy cái nó ngồi nó cười miết không ta? Ăn nói tầm bậy tầm bạ không à. Con đang lo cho nó thôi. Bác sĩ đã chụp hình rồi, nói là nó không có sao. Em đừng có nói lung tung như vậy. Má, hay là má về nghỉ đi, để con ở đây với thằng Thành. Phải đó má, sáng rồi mình vô, chứ ở đây chỗ đầu ngủ. Thằng Thành nó chưa tỉnh làm sao má về được. Đến là muốn về thì về đi. Bác, để con lại đây với bác nha. Thôi, có anh là được rồi. Em cứ về đi, để không thôi má em lo đó. Con về đi, bác ở đây cũng được rồi. Má con cũng đang bệnh đó. Dạ, vậy để sáng mai con vô nữa nha bác. Anh Phú, anh về anh chở ông Bảy vô đây đi, để nó ở đây với má. Chứ em đâu có sức đâu, lỡ chút nữa em xỉu rồi sao? Để anh về chở con Bảy vô. Dạ thưa má con về. Anh đi nghe. Thưa bác con về. Thưa chị em về. Đang yên đang lành tự nhiên bị xe đụng mà. Cũng tại cái con quỷ đó hết á. Thiệt tình bực mình hết sức. Trời ơi, mày nói cả buổi rồi cũng chưa đã miệng hay sao? Mày yên lặng chút cho tao nhờ gái. Không ở với má thì mày giận, ở nói chuyện với má thì má cũng la nữa. Không biết sao vừa lòng má nữa. Cũng may là thằng Thành không sao. Lúc mà nghe người ta báo á, anh hết hồn luôn. Dạ. Thằng này đúng là bạn nó lớn. Cô cho tôi hỏi, anh Thành sao rồi? Dạ, anh Thành đã qua cơn nguy hiểm rồi chị. Tay trái của ảnh thì bị chấn thương, may là không có chấn thương não. Dạ. Cảm ơn cô. Con nhỏ thương hồ kìa. Cô kia, giờ này mà cô còn chưa về nữa. Tôi chỉ muốn hỏi coi anh Thành có sao không, rồi tôi đón xe tôi về mà. Anh Thành ảnh không sao hết á, ở đây đã có tôi lo rồi. Cô đi về nhanh đi, nếu không thì đừng có trách tôi. Tôi đang chờ xe. Thôi, mình đi về đi em. Anh quên mất, anh chưa mua đồ ăn cho Thảo với lại má. Hay là em cứ về trước đi. Dạ, em về nha. Em ơi. Anh Thành không sao rồi, tôi sẽ không gặp ảnh nữa đâu. Nè, em đừng có hiểu lầm. Anh là Phú, anh rể của thằng Thành. Nhưng mà thật sự anh thương nó giống như là em ruột của mình vậy. Anh không có suy nghĩ cổ hủ như má với vợ của anh đâu. Anh biết tình cảm của hai đứa mà. Anh thấy em là người cô gái hiền lành, anh cũng muốn giúp cho hai đứa lắm. Nhưng anh không biết phải làm sao nữa. Anh thật sự xin lỗi. Vì mấy chuyện má và vợ anh đã làm với em. Không sao đâu anh. Em cũng sắp lấy chồng rồi. Mai mốt có gì anh khuyên anh Thành giùm em. Đừng có tìm em nữa. Em à, em hết yêu thằng Thành rồi hay sao mà bỏ đi lấy chồng vậy? Em với anh cũng chỉ là mới bắt đầu, chưa có gì sâu đậm. Em không muốn làm ba em buồn lòng, không muốn một mối quan hệ mà có quá nhiều rào cản. Sao em lại vậy, bỏ cuộc quá vậy? Em phải đấu tranh vì tình yêu của mình chứ. Anh Thới sẽ giúp cho hai đứa tụi em. Em cảm ơn anh, nhưng mà em đã quyết định rồi. Em về. Em làm như vậy không thấy có lỗi với thằng Thành hay sao? Nếu mà nó mất em á, anh nghĩ là nó sẽ suy sụp lắm. Có khi là nó làm chuyện dại dột nữa. Em cũng thấy đó, nói gì em mà nó bị tai nạn rồi đó. Em nên suy nghĩ kỹ đi. Phải sống cho hạnh phúc của mình, đừng có vì người khác nữa. Em à, nhà em chỗ nào để đưa em về? Em đón đa ôm được rồi. Bây giờ khó đón xe lắm. Tối rồi, đi đường rất là nguy hiểm. Đừng có ngại, anh chở về cho. Cảm ơn anh. Ăn đi cậu. Còn cái tay này múc được mà, làm gì đút đút như con nít vậy? Thôi được rồi, không ăn nữa đâu. Con phải ráng ăn đi cho nó mau khỏe. Thôi không ăn nữa đâu, cất đi. Con thấy mệt quá mà. Thôi mình đừng ép nó má. Có gì mình nói bác sĩ vô thêm nước biển cho nó. Ừ. Anh Hai à, cái người mà người ta đụng em á, người ta có sao không? Họ sợ quá, họ bỏ chạy luôn rồi. Ủa? Vậy lúc đó ai đưa em vô bệnh viện? Thì mà người đi đường đưa con vô bệnh viện đó. Anh cũng có cảm ơn người ta rồi. Sao kỳ với ta? Chắc lúc đó bị ảo giác rồi. Bà thôi đi. Con á, chạy ẩu tả riết rồi quen à. Có ngày á, chấn thương sọ não chứ không phải là như bây giờ đâu. Thằng Thành nó không sao là mai rồi má. Sau này nó sẽ cẩn thận hơn mà. Thôi, con không sao đâu, má đừng có lo lắng nữa. Má về nghỉ ngơi đi. Dạ phải đó má. Tối hôm qua má có ngủ được đâu. Con ở đây với thằng Thành được rồi. Má cứ về nghỉ ngơi đi. Ừ. Vậy con ở đây với nó nghe. Dạ. Má về nghỉ chút rồi má vô. Dạ. Bảy. Dạ. Đưa bà về đi con. Dạ. Nè, có cái gì thì gọi điện cho má liền. Dạ. Dạ hai cậu con về. Ừ. Con nghỉ ngơi đó. Con biết rồi. Anh Hai à, em nhờ anh chuyện được không? Hả? Chuyện gì em nói đi. Qua sắp lập đám cưới rồi, em muốn gặp Qua. Anh có thể tìm Qua cho em gặp được không? Thiệt ra người đưa em vô trong bệnh viện là Qua đó. Cái gì? Thiệt hả anh? Ừ. Sau này má mới nói với em là người đi đường mà. Ừ, tại má không muốn nhắc tới Qua thôi. Lúc mà má với anh chị vô, Qua còn đứng ngay chỗ cấp cứu nữa đó. Tại Thảo chửi quá nên Qua bỏ đi. Má này thiệt tình. À, anh biết nhà của Qua. Lát nữa má vô, anh sẽ đi gặp Qua, chuyển lời cho em nhé. Dạ, em cảm ơn anh Hai nhiều lắm nha. Anh em không ơn nghĩa gì chứ. Thôi, em nằm nghỉ đi. Dạ. Đỡ em xuống cái đi. Này mẹ khỏe hơn rồi, đợi mẹ nấu cơm xong á, mẹ con mình ra bờ sông hóng mát. Anh em. Sao hôm qua anh không tới? Thằng Thành nó bị tai nạn giao thông, Anh Thơ ở bệnh viện từ tối hôm qua tới giờ. Nãy bà già kia thay anh để anh ra nhà máy, nên anh tranh thủ ghé qua thăm em. Em thấy khỏe rồi chưa? Dạ, em uống thuốc qua nay em bớt sốt rồi. Cũng may á, là bị cảm sốt thôi, chứ mà sốt xuất huyết á, không biết con mình sao nữa. Đang giai đoạn đầu, em phải cẩn thận nha. Không có anh ở bên cạnh, em phải biết tự chăm sóc cho mình, biết chưa? Em biết rồi. Thằng Thành đúng là số nó lớn thiệt. Bị đụng xe như vậy mà nó lại không chết. Bây giờ còn thêm con Bích nữa chứ. Đáng lẽ là trưa hôm qua anh ghé thăm em rồi, mà hình như nó nghi ngờ anh cái gì đó nên nó bám theo anh. Mấy lần có chuyện gấp á, em đi tới nhà máy tìm anh, mà gặp Bích nghe máy á, nên em cúp máy à. Lát rồi bà gọi điện lại cho em tưởng là anh, nên em gạt bả là em tìm anh để hỏi mua gạo. Không biết là bà có nghi ngờ gì không nữa. Anh không biết là nó theo dõi anh có mục đích gì nữa. Con nhỏ này thâm sâu khó lường lắm. Nếu mà để nó cưới được thằng Thành sẽ bất lợi cho anh. Vậy bây giờ anh tính sao? Thằng Thành nó không muốn cưới con Bích, nó yêu một con nhỏ thương hồn. Anh sẽ giúp cho hai đứa nó tới với nhau. Gia đình đó nhất định sẽ xào xáo. Bà già đó sẽ không còn tâm trạng nào để nghĩ tới nhà máy nữa. Còn con Bích nó sẽ thất vọng, hận thằng Thành. Anh có thể lôi kéo nó về phía của mình. Một công đôi chuyện. Đàn bà ghen tuông kinh khủng lắm. Không có gì bằng người mình yêu bỏ đi lấy vợ đâu. Không phải ai cũng cao thượng như em đâu đó. Anh biết em thiệt thòi nhiều về anh mà. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Em chỉ mong á, là cả nhà mình ba người được ở bên nhau thôi. Ngày đó sẽ tới thôi mà em. Kế hoạch của anh đang tiến hành rất là thuận lợi. Nhưng từ bây giờ mình phải cẩn thận hơn. Nè, em đừng có điện tới nhà máy nữa. Anh sẽ sắp xếp tới thăm em thường xuyên hơn. Em biết rồi. Anh nói là phải giữ lời đó. Còn về mà ở một mình, nhớ anh lắm. Ba xin lỗi nha con của ba. Ủa, sao không nghe được gì vậy em? Con chỉ mới bằng hạt mè thôi, sao mà anh nghe được. Vậy hạt mè của ba mau lớn, khỏe mạnh nghe. Ba sẽ làm tất cả vì hai mẹ con đó. Để cho nó ngủ đi anh hai. Tội nghiệp, nó ngáy nãy giờ nhức cái đầu em luôn á. Bảy. Dạ cậu. Con mệt thì về nhà ngủ đi rồi vô sao. Có cậu ở đây với cậu ba được rồi. Về đi. Dạ không có được. Bà kêu con là phải ở đây với cậu ba. À, hay là cậu ở đây với cậu ba nha. Con đi đỡ bình thủy nước. Nãy giờ không có ai, con không có đi được. Đi đi. Dạ. Có đi đừng có ngủ gục, té độc mặt à. Dạ. Em thấy đợi chưa? Thấy còn hơi mệt. Anh gặp Quang sao rồi? Anh nói hết lời rồi, nhưng mà Quang không chịu tới gặp em. Còn vài ngày nữa là đám cưới rồi. Em không thể mất Quang được đâu. Em phải tới gặp Quang. Đợi em vậy kìa. Ê, nè, em chưa đi nổi đâu. Hả? Nghe lời của anh đi. Em chưa đi tới đó làm đã ngất xỉu rồi. Không sao đâu Thành. Để em. Thành. Anh Thành, anh phải lo cho sức khỏe của anh chứ. Để anh kêu bác sĩ vô khám lại cho nó. Nếu như cổ yêu anh thì cổ đã tới đây thăm anh rồi. Anh Thành, nhìn thấy anh như vậy, anh có biết là em đau lòng lắm không? Tới khi nào Qua không còn yêu anh thì anh mới bỏ cuộc. Em đừng có tốt danh nữa, thiệt thòi cho em lắm đó. Anh có thể không yêu em, nhưng mà anh đâu có thể nào cấm em yêu anh được, đúng không? Em không cần anh đáp lại tình cảm của em đâu. Em chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi. Bích à. Thôi, anh không cần phải nói nhiều đâu. Anh đang mệt mà.